Rồi em chào mấy chị nha. Hello mấy chị. Chị nào đang xem livestream của em mấy chị chấm chia sẻ lên giùm em nha. Hello, chị nào đang xem livestream thì mấy chị hello em cái nha, chấm chấm để em thấy mấy chị nha mấy chị ơi. Chấm chấm lên giùm em một cái nha, để em lên đồ cho mấy chị nè. Rồi vào like chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Chị nào đang xem like của em chia sẻ lên cho em nè. Hôm nay em bán hay lên hàng mập, lên đậm mấy chị nha. Đầu like mấy chị muốn lên đậm hay lên đồ bộ mấy chị báo em liền nha. Đầu like muốn lên đậm hay lên đồ bộ mấy chị. Đầm hay đồ bộ thì báo em liền nha. Cho em xin 2 phút đầu like để em chia sẻ bài nha mấy chị nha. Cho em xin 2 phút đầu like để em chia sẻ bài. Muốn lên đầm hay lên áo lẻ hay lên đồ bộ thì báo em nha. Ủa mẹ cái nhóm mình tên gì mà cái trang của mình á cái gì chung đồ gì cái nhóm của mình á đồ bộ mai cao cấp. Em có cái nhóm á mấy chị tham gia đồ bộ mai cao cấp nha, trong đó mấy chị đăng được nhiều mặt hàng lắm. Em chào chị Kiều Anh nè, rồi em chào mấy chị nha. Em chào chị Hu Đòn. Em chào mấy chị nha mấy chị ơi. Chị nào đang xem livestream của em mấy chị chấm chia sẻ giùm em đi mấy chị. Chấm chia sẻ lên cho em đi mấy chị ơi. Mấy hôm nay mấy chị muốn lên gì đầu like mấy chị báo cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên đồ mấy chị ơi. Rồi bây giờ em ủa lộn, em tặng quà đầu like đi ha. Em chào chị My Trinh Lê nè, Mỹ Trinh Lê nè, em chào chị Hu Đòn nè. Rồi chị nào đang xem like em, mấy chị chia sẻ giùm em, mấy chị chào em một cái mấy chị nha. Để em thấy mấy chị. Hôm nay chị nào mà có chia sẻ, em sẽ có quà mấy chị ha. Em sẽ có quà mấy chị. Mấy chị muốn lên mặt hàng nào mấy chị cứ báo giùm em nha. Chào, em chào chị Trần Thanh Hảo luôn. Em chào chị Trần Thanh Hảo nha. Đây áo em đang mặc là em có bán nha, hàng mới về lấy được đồ tặng ra đây bên đây. Lên đầm trung niên đi chị. Dạ ok chị nè, chị Thị Nu Phạm nè, chị Trâm xin cái số ký chiều cao đi chị Hữu hả, chị Thị Thu, chị Thị Nu Phạm ơi, chị cho em xin đi, cho em xin cái số ký chiều cao của chị đi. Rồi hôm nay em tặng quà đầu like ha, em tặng cho hai chị. Bây giờ em tặng cho hai chị, em chia ra đi ha. Em chào chị Lê, chị Anh Minh nè. Đây, em tặng cho một bộ cho chị đầu tuần, cho chị đầu like. Và giữa like em tặng thêm một bộ nữa ha. Nên mấy chị chia sẻ sẵn hết đi, chỉ cần em đọc mã là mấy chị sẽ được tặng nha mấy chị ơi. Rồi vào like chia sẻ giùm em. Chị nào đang xem like thấy em á thì mấy chị chấm chấm lên để em thấy mấy chị luôn. Chứ nhiều khi á like hai người, người like người xem mà không ai biết ai hết trơn á. Mấy chị vào like mấy chị chia sẻ giùm em đi. Chia sẻ chấm chấm lên để em chào mấy chị cho nó vui vui coi, cho nó xâm tụ nó. Cái gì vậy? Rồi em chào mấy chị nè, rồi bây giờ em tặng cho mấy chị nha. Em tặng cho mấy chị. Rồi ghi mã giùm em nè, chia sẻ hết chưa? Chị nào không hiện lên logo người chia sẻ là em không có tặng được đâu. Rồi tặng cho mấy chị một bộ đồ đầu like, tặng cho mấy chị bộ đồ ngủ nữa mấy chị ơi. Bộ đồ mặc nhà ha. Rất là mát luôn, cái mùa này mặc lên rất là mát, mặc ngủ luôn mấy chị mấy chị ơi. Rất đẹp nha. Hàng này em có bán luôn, chị nào có nhu cầu mua áo dây quần đùi này thì mấy chị cứ báo giùm em. Em bán, em có bán nha, em chích ra một con tặng mấy chị. Em chích ra một con tặng mấy chị. Rồi mấy chị vào like chia sẻ giùm em đi, xong bữa nay cái view ít quá vậy. Chia sẻ lên giùm em đi, 20 lên 25 mắt đi, em tặng cho mấy chị một bộ này, tặng cho mấy chị đầu làm tặng quà cho mấy chị. Chia sẻ giùm em. Hi hi hư, em chào chị Cẩm Liên nè. Rồi mấy chị ơi, chấm lên nhiều giùm em, chị Cẩm Liên chưa thấy hiện lên người chia sẻ thì Cẩm Liên ơi, chia sẻ lên giùm em đi chị. Chia sẻ lên giùm em nha. Chấm chấm lên, chấm chấm lên nhiều nhiều giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ tặng cho mấy chị bộ này đi. Em tặng nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Tặng cho mấy chị về mặc, mặc ngủ thoải mái luôn. Đây, tặng 0 đồng. Em tặng
không đồng cho những chị nào có chia sẻ nha. Em sẽ quay game, em sẽ quay game cho mấy chị ha. Chị nào có chia sẻ là được tặng nè. Đó, chất giải bao mát luôn, chất giải bao mát luôn, có hai có túi luôn mấy chị nha, quần là có túi luôn, bộ mặt rất là mát luôn mấy chị nha. À, chia sẻ, em chào chị Hòa Kim. Chị Hòa Kim ơi, chưa chia sẻ được, em chưa thấy chị hiện lên người chia sẻ, mấy chị phải bấm vô chia sẻ giùm em đây. Đây nè, em chỉ cho chị nào chưa biết chia sẻ thì mấy chị nhìn em nè, em chỉ cho mấy chị cách chia sẻ nha. Chị Hòa Kim ơi, đây nè, chia sẻ là mấy chị thấy cái dưới góc này có chữ chia sẻ không, bấm giùm em vô chia sẻ, rồi bấm giùm em chữ bài viết nè, đó, rồi bấm vô chữ đăng giùm em, chia sẻ, đó, em làm lại nha, chia sẻ nè, bài viết nè, rồi đăng, rồi 5 lần như vậy nha, chia sẻ 5 lần như thế cho em, rồi chia sẻ nhóm thì bấm vô chia sẻ luôn giùm em dưới đây, đó, rồi chia sẻ lên nhóm nè, đó, những cái nhóm mấy chị đang tham gia nè, mấy chị chia sẻ giùm em nha, những cái nhóm mấy chị đang tham gia nè, mấy chị chia sẻ giùm em nha, bấm vô chia sẻ 5 lần cho em nha, rồi ok. Rồi bây giờ mấy chị ơi, rồi lên view rồi nè, bây giờ em sẽ tặng quà nha mấy chị ơi. Lên người xem rồi nè, lên mắt xem rồi nè, bây giờ em sẽ tặng quà. Chị nào mà không có chia sẻ là em sẽ không có tặng được. Không có hiện lên logo người chia sẻ là em không có tặng được ha. Lỡ mà em quay trúng với chị đó là em bỏ qua, em cho em nhường cho chị khác nha mấy chị ơi. Thông cảm giùm em, phải có hiện lên logo người chia sẻ thì em mới tặng được nha mấy chị ơi. Rồi bộ này em tặng 0 đồng. Bây giờ ghi giùm em cái mã nha. Bắt đầu ghi giùm em cái mã là tặng 0 đồng, tặng bộ ngủ 0 đồng giùm em đi. Rồi. Tặng bộ ngủ 0 đồng kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị ơi. Tặng bộ ngủ 0 đồng kèm số điện thoại lên giùm em để em tặng nè. Trời ơi mặt mát lắm mấy chị ơi. Mát cực kỳ mát luôn. Mát cực kỳ mát luôn. Rồi chị nào đang xem chia sẻ, em chào chị Lộc Nguyễn nè. Áo đầm màu xanh coban bao nhiêu? À, áo đầm màu xanh coban đó là chất giải solen cao cấp hàng loại 1 ha. Mẫu này mình đang bán 150, em đang sale bán giá tri ân với chị là 150 mấy chị nha. 150. Hàng này là hàng xịn nha, tính cước mà tính cước cực kỳ đẹp luôn nha. Ghi giùm em là mã tặng đồ ngủ nha. Ghi giùm em là tặng đồ ngủ 0 đồng kèm số điện thoại sau lưng giùm em là con em tặng cho mấy chị nha. Em tặng cho những chị nào hơn nhất có chia sẻ và có comment ha. Tặng bộ ngủ 0 đồng kèm cái số điện thoại giùm em. Nhanh nhanh lên đi, ghi càng nhiều thì khả năng trúng càng cao mấy chị nha. Cứ ghi bình thường đi ha mấy chị nha. Đó. 150 em còn nhiều màu, nhiều mẫu lắm mấy chị ơi. Nhiều màu mà nhiều mẫu nữa. Đẹp lắm mấy chị nha. 150. Mấy chị ơi. Rồi bộ ngủ cho ai đây? Rồi bây giờ em sẽ quay game nha. Chúng chị nào em kiểm tra có comment thì em tặng. Còn chị nào mà chúng chị đó mà không có comment thì em cũng không có tặng được đâu. Chị gầm gì Hòa Kim ơi, chị chưa hiện lên logo người chia sẻ. Mấy chị nào chưa hiện logo người chia sẻ thì mấy chị cứ chia sẻ tiếp tục giùm em đi. Tại vì nhiều khi mấy chị chia sẻ ngay cái nhóm không công khai nên nó không có tặng được nha. Rồi chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ lên giùm em, hiện lên logo thì hãy ngừng lại nha. Chừng nào mấy chị hiện lên logo thì em mới tặng được cho mấy chị. Hiện em 50. Kiếm cái gì không biết nha, trong máy coi mà chấm chấm nha. Nhảy không? Rồi mất thời gian thì chứ. Đây nè mấy chị ơi, mấy chị phải hiện lên cái hình dáng cái logo kìa nè thì em mới tặng được nha. Đây cái hình logo nè mấy chị thấy không, hiện lên chia sẻ mà có hiện lên đó thì em mới tặng được cho mấy chị nha. Nhanh tay nè, bây giờ em sẽ quay game. Chị Hòa Kim chưa có hiện lên được nè. Rồi bây giờ em sẽ quay game nha. Chị nào mà có hiện lên thì em sẽ tặng thôi. Rồi đây em sẽ quay. Khoan đợi nó chạy nha mấy chị ơi. Rồi ok. Những chị nào có chia sẻ hôm nay thì em sẽ tặng cho mấy chị một bộ đồ ngủ này. Về mặt ngủ mát cực kỳ luôn, chất giải bao đẹp luôn. Chị nào muốn mua cái đồ ngủ này thì chị cứ báo giùm em, bên em có bán luôn. Hàng em bán là em lấy ra em tặng ghê không? Chơi sang không? Rồi giữa like. Dạ rồi ok, chị cho em xin cái số ký chiều cao đi chị Lộc Nguyễn ơi. Ồ, vừa luôn đẹp.
À 60kg đúng không? Ok chị, rồi lên số điện thoại giùm em. Chốt đi em là chốt đầm xanh cô ban kèm số điện thoại. Đây, giữa này em sẽ đặt thêm một con nữa. Rồi đây, bây giờ em sẽ quay game nha. Chúng chị nào có hiện lên em kiểm tra có hiện lên logo người chia sẻ là em sẽ tặng nha. Em chào chị Nhanh Nguyễn, mấy chị chấm chấm lên nhiều giùm em đi mấy chị ơi. Rồi, bây giờ em sẽ quay game nha. Chúng chị nào là chị đó được tặng nha. Nhanh tay mấy chị ơi. Mấy chị đừng có ghi chữ chia sẻ. Mấy chị phải chia sẻ chứ mấy chị đừng có ghi. Mấy chị ghi cũng như không hà. Nha, phải chia sẻ nhóm chứ không phải là mấy chị ghi chia sẻ là chia sẻ đâu, không phải nha. Bấm vô nút chia sẻ và chia sẻ các nhóm, các trang cá nhân giùm em. Đó. Mới được tặng. Hồi nãy em chỉ cho đó mấy chị. Em chỉ bấm cái nút chia sẻ phía dưới góc á. Dưới góc tay phải á nó có chữ chia sẻ đó, mấy chị bấm vô, rồi bấm vô là chia sẻ trang cá nhân và chia sẻ trang nhóm ha. Rồi. Cho chị Nhanh Nguyễn kiểm tra, chị Nhanh Nguyễn coi có comment không anh. Rồi chị Nhanh Nguyễn có. Chị Nhanh Nguyễn rồi ok em chốt với chị Nhanh Nguyễn nha, bấm thẻ thôi. Rồi in phiếu. Rồi ok em chốt với chị Nhanh Nguyễn một bộ. Rồi em tặng cho chị Nhanh Nguyễn một bộ. Rồi bây giờ em bán hàng nha chị nha. Em bán hàng nha. Ok mấy chị, rồi em tặng cho một chị đây. Em tặng cho chị Nhanh Nguyễn. Chị Nhanh Nguyễn được trúng thưởng ha. Đó. Rồi chị nào mà có được quà thì mấy chị kèm em hai sản phẩm mới được đi đơn nha. Tại vì một mấy chị trúng quà mà mấy chị không có mua sản phẩm thì em không đi đơn được. Rồi chị Nhanh Nguyễn lựa giùm em nha. Rồi ok bây giờ mấy chị muốn lên đầm không? Em lên đầm nha. Đồ ngủ giá bao nhiêu em? Đồ ngủ á mà. Tùy theo bộ con đang mặc là 50. Bộ em đang mặc là 50. Bộ này 50 mà có nhiều hoa văn đúng không? Em có nhiều hoa văn. Còn à? Em còn ít lắm, chị nào muốn tại vì em còn ít em mới lấy ra em tặng cho mấy chị luôn á. Chị Nhanh, chị gì, chị Minh Bạch. Chị Minh Bạch ơi, chị có chị nhiêu ký đây, chị khách quen gì nè. 62 kg. Chị có muốn lên đồ ngủ thì kêu em lên cho chị xem nha. Rồi ok nè. Chị nào hồi nãy chốt đơn chưa mà. Chị Lộc Nguyễn ơi, lên số điện thoại giùm em. Chị Lộc Nguyễn chốt đầm lên số điện thoại giùm em. Chốt đầm lên số điện thoại giùm em là có đơn mấy chị nha. Ghi giùm em là chốt. Ai chốt một tờ màu xanh quan đâu? Vào đây đây. Đây. Em rất là nhiều đầm luôn. Hiện tại là em đang về hàng rất là nhiều luôn. Chưa có kịp để khui luôn á. Rồi đây, bây giờ em mặc cho mấy chị xem nè. Đầm 150. Hàng này là chất giải so đen cao cấp hàng loại 1 giùm em luôn. Có 80kg không? 80kg là cái nào chị? Chị hỏi cái gì chị ghi giùm em nha chị yêu ơi. 80kg là đồ gì chị ơi? Đầm hay là đồ ngủ? Đồ ngủ mình có 80kg không? Đồ ngủ thì 80kg. Đồ ngủ thì bây giờ em chỉ còn size 75kg thôi mấy chị ơi nha. Đồ ngủ thì hiện tại em còn size 75kg thôi, 80kg em hết rồi. Rồi đây, quá trời đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt đi giùm em. Xanh Coban, đầm xanh Coban. Ghi giùm em đúng cú pháp nha, đầm xanh Coban. Đầm xanh Coban 150 kèm số điện thoại là có đơn. Em chỉ có một con thôi nha, chị là chốt trước thì chốt nha. Tại vì cái này là hàng thiết kế. Thiết kế hoa văn, hàng này là hàng đính cước bằng cườm luôn mấy chị nha. Đính bằng tay luôn, dốc giả lắm mấy chị ơi. Nhưng mà em lấy được cái số lượng sỉ lớn nên em sẽ bán cái giá tốt mấy chị. Rồi chị đã ưng thì chốt em. Xanh Coban, tầm xanh Coban 150. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đồ đùi em chỉ có 75kg đâu về hả mấy chị ơi. Ai ưng thì nhanh tay chốt đi giùm em. Đồ đùi 84 84 kg em hết rồi. À chị gì, chị Nguyễn Loan bữa hổm có đặt bên em hai cái áo nhưng mà điện thoại nhiều lần không nghe máy. Em có ghi trong đây nè, cái app em có ghi nè chị Loan nè. Chị Nguyễn Loan nếu mà có mua gì nữa thì chị nhớ nghe máy giùm em. Chị Nguyễn Loan ơi, bên em like cực lắm, em mặc em đưa cho mấy chị xem cực lắm. Mấy chị muốn mua cái gì thì mấy chị chắc chắn mấy chị hãy lấy giùm em nha. Rồi chị đầm anh con đi. Rồi bây giờ em lên đầm luôn nha, em lên một lọt đầm luôn. Chị nào lấy đầm nào thì mấy chị chốt nha. Hãy con dài cái nhưng bật trước đi, ngắn nó dài rồi. Rồi ok nè, lên đầm tiếp tục mấy chị nè. Mấy chị muốn yêu cầu em lên cái gì thì mấy chị báo giùm em. Rồi em lên tiếp. Rồi ghi giùm em đầm này là đầm mã đầm đỏ. Ghi giùm em chốt em là đầm đỏ mấy chị nha. Đầm đỏ cũng giá 150 cho mấy chị luôn. Hàng đính cước bằng tay, công phu lắm nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn.
em chốt cho những chị nào tầm cỡ 65 kg đổ về, chị nào cao cao á thì tầm 66-67 kg mặc dừa giùm em luôn. Số ký của em á là 68 kg 1m50, đó 68 kg 1m50, nhưng mà em trừ hao cho mấy chị là tầm cỡ 65-67 kg thôi, tùy theo chiều cao mấy chị nha. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt liền giùm em con này đầm đỏ, sang không mấy chị ơi. Rồi ai ưng đầm đỏ chốt đầm đỏ giùm em, cực kỳ đẹp luôn đầm đỏ nha. Ưng đầm đỏ chốt đầm đỏ giùm em 150 đầm đỏ. Có màu cam không? Màu cam em có nha chị ơi, màu cam em có nha chị nha. Rồi đây ok luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em đầm đỏ, em có màu đỏ nè, đó qua văn nè, rất là sang luôn, tính cước luôn mấy chị nha. Rồi ai ưng thì nhanh tay chốt giùm em đi mấy chị. Màu đỏ em có một con nè, hàng thiết kế nên mỗi mẫu em chỉ có một con thôi, chị nào nhanh tay thì được, chậm tay thì không có mấy chị nha. Đây màu cam em có một con, bây giờ đầm thì em có nhiều, nhưng mà mỗi cái đầm là em có hoa văn khác nhau, không có trùng hoa văn, ít lắm, ít cái nào trùng lắm. Em về cả trăm mấy trăm cái. Đây nè, cái viền này nè toàn bộ là hàng cướp hết chứ không phải hàng dán, nên mấy chị cứ yên tâm, không có sợ sức keo đâu, cái này đâu phải là keo, cái này là dán, cái này là đính cướp bằng chỉ á mấy chị. Rồi đây, rồi chị đâu thì chốt nên con này. Rồi cam, ồ một con này hơi bị đẹp nè. Rồi chị nào hít cam chút cam giùm em, cam 150 kèm số điện thoại, cam 150 kèm số điện thoại. Chị nào khách quen em rồi khỏi cho số điện thoại nha mấy chị nha, chị cho em xin cái số ký thôi, số ký chiều cao thôi. Rồi cam, cam nha, ai ưng cam chút cam giùm em, rất là đẹp luôn, đính cước mấy chị nha. Ồ con này đẹp quá vậy, cái tay đẹp quá mấy chị. Rồi cam nha, ai ưng cam chút cam. Em có hồng nè, bây giờ em đọc màu đi, chị nào ưng màu nào thì mấy chị kêu em mặc cho chị xem màu đó ha, em đặt qua màu chứ em không mặc từng cái được mấy chị ơi. Rồi đây đầm nè, đầm là em có màu hồng nè, đầm em có màu hồng, mấy chị muốn em mặc cho mấy chị xem màu nào mấy chị cứ báo em nha. Đây đầm là em có màu hồng, màu xanh đen, màu đỏ, màu cam, màu đen, hồng nữa nè, hồng một kiểu khác, màu xanh lá, ủa màu xanh rêu chứ, xanh rêu, màu xanh coban, với lại là màu xanh đen nữa nè, màu xanh đen kiểu khác. Mấy chị muốn lên màu gì em lên cho mấy chị xem. À, đầm màu cam 150 cho chị Thu Thủy, 55 kg mấy, 68 là hơi thoải mái nè chị ơi, hơi rộng tí xíu được không chị Thu ơi? Nếu mà 55 kg cũng được mà, tại vì chị sao nó mới có 8 lần. Ừ cao quên, vậy là chị Thu Thủy ơi, nó hơi rộng rộng tí xíu được không, hơi thoải mái tí xíu được không chị ơi? Tại vì á đầm thì không có sợ rộng, nhưng mà nó sẽ rũ xuống, đầm thì chị nào ốm thì nó sẽ rũ xuống không sao, được không chị ơi? Chứ không phải là nếu mà chị thích bận vừa phơm chị thì chị có thể bóp vô được không? Được thì em chốt với chị, cho chị màu cam đi em, màu cam em hết rồi, màu cam mình còn món này không mà nè, màu cam còn kiểm tra con hơi còn sót nè, có món này không còn ba em còn cơ. Cam 2, cam đó là cam 1, còn cam là cam 2 đi chứ để em hết cam rồi, mỗi mẫu em có một con thôi. Rồi cam 2, ai ơn cam 2 chốt cam 2 giùm em đó. Cam 2 xuất sắc luôn, có 150 thôi, chất giả sau đen cao cấp hàng loại 1 luôn. Cho mấy chị kiểm tra hàng trước khi nhận nha, mấy chị cứ nhận hàng rồi mấy chị kiểm tra hàng và thanh toán tiền em hết mấy chị nha. Đó bên em phí ship là đồng giá 30k. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt liền em cam 2. Có một con mà hàng thiết kế không có nhiều đâu, mấy chị không lấy là tiếc lắm mấy chị ơi. Một con này đẹp quá vậy. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt em con cam. Ai ưng cam chốt cam giùm em mấy chị ơi. Cam 2, cam 2 kèm số ký, kèm số điện thoại giùm em. Cam 2 150 kèm số ký, kèm số điện thoại giùm em là có đơn. Cam 2. Em chào chị Lý Nguyên nè. Em chào mấy chị nha. Màu cam. Ủa, màu hồng đẹp quá. À em có màu vàng đó mấy chị nha. Em có màu vàng luôn, chứ lại là em có màu mẫu dạ hội luôn mấy chị nha, dạ hội dài von, von này tầm cỡ 68 kg đổ về mặt giường von. Rồi đây chị ai ưng hồng chút hồng giùm em nè. Rồi chị nào ưng hồng chút hồng, ai ưng màu nào chút màu đó ha, mấy chị không lấy là
vài bữa nữa sỉ em qua gom hết à mấy chị ơi. Sỉ em đang hẹn em qua lấy đầm nè. Ủa có người chốt mà. Cho anh mà giữ cái đường, anh nó giữ cái điện thoại đi mẹ. Thấy cái điện thoại đỏ không? Không vô nổi. Quá đẹp luôn rồi, chị là ưng người chốt liền em Hồng. Ai ưng Hồng chốt Hồng giùm em, Hồng. Màu hồng này nhìn mặt nó ngọt quá. Màu vàng, màu hồng cho chị Cẩm Liên. Ok chị Cẩm Liên nè. Ok chị Cẩm Liên màu vàng, màu hồng. Rồi màu hồng đẹp mà chị ơi. Rồi ai ưng Hồng chốt Hồng giùm em nha. Ai ưng Hồng chốt Hồng giùm em. Hồng, hồng 150. Hồng 150. Rồi đây, em có màu xanh. Màu xanh cobalt. Trời ơi sang quá vậy. Màu xanh cobalt nha. Ai ưng xanh cobalt chốt xanh cobalt giùm em. Mấy chị muốn lên áo lẻ hay là muốn lên đầm đồ bộ mấy chị cứ báo giùm em nha. Mấy sao mày không bán một bộ đồ bộ. Rồi đây. Màu hồng của chị Khánh An. Ok chị Khánh An nè. Ok chị Khánh An rồi, chị đã ưng thì chốt em màu xanh. Xanh cobalt. Xanh cobalt mấy chị nha. Xanh cobalt. Ai ưng xanh cobalt chốt xanh cobalt giùm em mấy chị nha. Đó đính cước cực kỳ đẹp luôn. Xanh cobalt. Xanh cobalt nè. À, tím dưới tường, trên tường là áo dài. Dạ đúng rồi, đầm dạ hội dài. Trên đây là đầm dạ hội dài ha. Chất von rất là đẹp luôn, hàng cao cấp. Cái này em lấy số lượng lớn nên em bán giá tốt của chị chỉ có 220 mà. 220 một đầm. Chất rất là đẹp luôn. Hàng xịn nha. Hàng em có xịn. 9 màu luôn mấy chị ơi. Em có 9 màu. Đầm 9 màu luôn mấy chị nha. À, mặt đỏ sau lưng đi hư rồi. Ok chị ha. À, Khải Hoàng. Hoàng Khải nè. Chị Hoàng Khải này bao nhiêu do ký nè. Chị ha, chị Hoàng Khải ơi, chị cho em xin cái số ký chiều cao lại đi chị Hoàng Khải ơi. Hình như là chị thích quen nhưng mà mất cái số ký chiều cao rồi. Cam 2. Mặt vừa không em. Chị cô Đặng. Cô Đăng Phạm 55kg thì mặt hơi thoải mái chút xíu nha cô ơi. 55kg đến 65kg mặt vừa. Nhưng mà 55kg thì mặt hơi thoải mái chút xíu. Được không cô Đăng Phạm ơi? Cam 2 50kg hả? Ủa 50kg hả? 50kg là không có vừa đâu. 50kg là không vừa. Đầm là tầm 55 đến 55kg đến 65kg. Nhưng mà chị nào mà 55kg mặt hơi thoải mái chút xíu thì nó gũ xuống thôi chứ nó không có rộng đâu nha. Nó gũ xuống à, mấy ký mặt vừa à, đầm hả chị? Dạ đầm tầm cỡ 65-67 chứ đổ về chị nha. Chị nào cao cao 68kg mặt ok, 55kg đổ lên đó mấy chị nha, 55-65kg đi. Đó rồi chị là ưng thì nhanh tay chốt cho em liền. Rồi mặt đỏ trên tường ok chị nè. Đầm này là hàng von cao cấp. Hàng von cao cấp em đi. Mấy chị mua ở ngoài là không dưới 300 đâu, 300-400. Nhưng mà tại vì em bán ở đây là em bán quen khách rồi. Em bán em rồi chỉ 5-10 ngàn, 20 ngàn thôi. Để tương tác em bán số lượng nhiều cho sỉ. Đó nên em bán tương tác thôi, nên chị nào mà mua bên em là mấy chị biết rồi đó. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt. Mấy chứ mấy chị mua ngoài chợ là không, ở ngoài shop ngoài chợ là không có khi nào mà mua được những cái đầm này mà giá tốt như vậy đâu mấy chị ơi. Rồi quá trời xuất sắc luôn. Đầm này 60-70kg em hết số nhỏ rồi mấy chị ơi. Em hết số nhỏ rồi. 60-70kg giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai ưng đầm chút đầm em đầm. Đầm này là đưa màu không? Rồi đầm này là 220. Bây giờ em sẽ đọc màu mấy chị nha. Chị là ưng thì chốt em ghim em là mã. Mã đầm 220. Mã đầm 220 em có màu đỏ nè. Màu tím than. Rồi để em lấy cho mấy chị nha, đợi em xíu. Vậy là cô Đăng Phạm. Cô Đăng Phạm ơi, cô có lấy màu cam không? Cô có lấy cam 2 không cô ơi? Cô bao nhiêu ký vậy? Tại vì hổng dài trên là số ký quá. Lên có chị á thì sụt con có chị thì lên con. Bởi vậy á mấy chị cho, bây giờ mấy chị chốt đơn mấy chị cho em xin cái số ký chiều cao lại nha mấy chị nha. Rồi đây là chị là ưng thì chốt kem liền. Màu đỏ 220 đỏ. Tay hơi ấy nè, nhìn nó sang. Tay này nó sang mấy chị nha. Rồi đỏ ha. Em có đỏ 220. Kèm được số điện thoại giùm em. Kèm số ký luôn nha. Để em xem coi mấy chị mặc đồ thì em mới chốt được mấy chị. 60 đến 70 ký.
tím hang. Rồi 60 đến 70 kg, 60 đến 70 kg màu xanh đen. Màu xanh đen. 60 đến 70 kg màu xanh coban. Xanh coban. Lộn tay em ơi. Rồi, 60 đến 70 kg màu hồng. Hồng cam. Hồng cam. Màu hồng cam đó mấy chị, còn cái này là màu vàng. Rồi chị là ưng vàng chút vài mem 220 màu vàng kèm số ký chiều cao. Rồi con này là màu hồng. Màu hồng giùm em nha, ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Màu hồng. Ai ưng hồng chốt hồng giùm em. Màu đen. Rồi ai ưng đen chốt đen giùm em luôn. Ai ưng đen chốt đen. Màu tím cà, trời ơi. Màu tím cà mặc lên hơi bị trắng luôn mấy chị nha. Rồi ai ưng tím cà chốt tím cà giùm em luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rất là sang luôn mấy chị nha. Mặc ôm dáng ôm phom rất là đẹp nha. Chị nào nè, chị nào mà có bụng thì mặc cái này cũng vẫn không sao mấy chị nha. Chốt lên chỗ này thoải mái. Che bụng. Nè, phần này là che bụng mà mấy chị thấy không? Thoải mái. Rồi, ai ưng thì chốt em đầm. Đầm 220 kèm màu. Đầm 220 kèm màu, kèm số ký chiều cao giùm em. Không nhớ luôn, lâu quá rồi không nhớ luôn. Cái xanh là cái nào không biết luôn. Nếu mà 50 kg thì cô bận thoải mái, nhưng mà rồi lớn tuổi rồi bận được động chút cũng được. Thì có gì nếu mà có hơi rộng xíu á, tại vì đầm á thì chỉ có một phơm co giãn thoải mái. À, thì bây giờ nếu mà có hơi rộng chút xíu á thì cô về cô chịu khó cô chích bên này giùm con nha, được không? Được thì ok, con là con chốt của cô nha. Rồi màu đỏ, 224 kg chị Khánh An luôn nè. Ok chị Khánh An. Ok chị Khánh An. Rồi đầm sơ len nè, đầm sơ len 150 em còn được màu xanh đen nữa nè. 150 em có màu xanh đen. Rồi bây giờ em qua mẫu luôn đi, em mặc thêm cái xanh đen nữa là em qua mẫu nha. Em qua mẫu. Rồi chị đã ưng xanh đen, chốt xanh đen giùm em cực kỳ đẹp luôn. Xanh đen mấy chị ơi. Ai ưng xanh đen chốt xanh đen giùm em. Đính cườm rất là đẹp luôn mấy chị nha. Đính cườm rất là đẹp luôn. À, chị lấy đầm cam số size 2 rồi ok. Số 2. Ok. Cho chị cô đăng cho chị đăng phản nè. Rồi xanh đen. Xanh đen, màu đỏ, màu hồng, màu đen, màu xanh rêu. Màu cam, không màu cam hết rồi. Mình còn màu cam khác không? Màu cam khác. À mẹ ơi, cái chị 50 kg có cái mẫu kia đẹp đó, cái mẫu hồi tối á. 50 kg là lấy cái mẫu này rành. Con giới thiệu cho cô đi, cái mẫu này đẹp lắm. Rồi đây, em lên cái đầm này. Đầm này giá bao nhiêu? Đầm đen nó có độ co giãn luôn nha mấy chị nha, có độ co giãn luôn. Em tới 60 kg lận nên em mặc nó hơi chật rồi. Rồi 50 đến 60 kg cô đăng phạm lấy cái này đi cô, đẹp lắm cô, lấy cái này đi cô ơi. Rồi 50 đến 60 kg giùm con màu đen vàng. Ở đây á mấy cô cho xem trên live thì nhìn nó hơi màu đen đúng không, thì ở ngoài thì nó sẽ ẩn ẩn lên màu vàng. Ở phía trong nó màu gì thì nó ẩn ẩn lên cái màu đen á. Cái giải đen ở ngoài người ta nhìn vô nó sẽ thấy ẩn ẩn lên. Rồi bây giờ hiện tại là cái đầm này. Nhưng mà quên
150. Đầm này ghi nên đầm gì giờ? Đầm đen vàng 150. Đen vàng, mã đen vàng 150. Em có được 5 màu đen vàng. Đen tím nè. Đen cam. Đen xanh. Và đen hồng. Rồi chị nào ưng đen nào chốt đen đó giùm em nha. Chị nào ưng đen nào chốt đen đó giùm em, nó ẩn lên màu á chị nha. Ẩn lên màu. 50 đến, em chốt cho những chị nào 50 đến 60 kg mấy chị nha. 50 đến 60 kg cực kỳ đẹp luôn. Đen hồng, ổ đen vàng, đen hồng, đen xanh, đen cam với lại đen tím. Ai ưng đen nào chốt đen đó 150 một đầm. Chất giả bao đẹp luôn, không đẹp thì trả ngược lại em cho kiểm tra hàng trước thôi nhọn. Bao đẹp luôn. Chị nào thấy xấu quá thì mấy chị gì nè, mấy chị trả giùm em, trả hàng về cho em. Mấy chị trả giúp em là 30 tiền phí ship, tiền vận chuyển ha mấy chị nha. Nhớ là nhớ mà chị nào mà thấy hàng em xấu quá thì cũng phụ giùm em 30 tiền ship đi nha. Mà bên em là chắc chắn là đẹp. Em chỉ có sợ là những chị nào mà khó tắm quá á, khó tắm quá rồi với lại là không muốn lấy hàng á mấy chị, hay là tới lúc đó cái kẹt không có tiền lấy á, nên nói mấy chị thông cảm em thì mấy chị trả giùm em sẽ thông cảm. Mấy chị trả em 30 tiền ship thì lần sau em trả tiếp, em bán tiếp mấy chị. Còn chị nào mà không trả 30 tiền ship á cho shipper á là em sẽ không có trả, mốt em không có bán hàng mấy chị nữa nha, tại vì phí đi phí về á giá cao lắm mấy chị ơi. Đầm hai lớp, đầm hai lớp đủ màu rồi, ok cho chị Cẩm Liên lấy chị á, hết sĩ á đủ màu. Em có được 5 màu nha chị Cẩm Liên ơi, để em lấy 5 màu cho chị luôn nha. Rồi bây giờ em lên áo cái gì ơi. Em lên áo rồi, lấy áo mà lên. Lấy áo đi. Em lên áo nha. Áo này em có size từ nhiêu mà? 55 đến 75 kg. Áo này em có size từ 55 đến 75 kg. Đó, em có 5 mẫu, em có 5 qua văn. Em có 5 qua văn nha. Có 68 kg không? 68 kg. À cái đầm đen hai lớp là 68 mà không vừa. 68 kg em có đầm dài nè. Em có đầm dài với đầm ngắn. Đầm ngắn luôn. 68 kg mà chị Lâm Hảo. Chị Lâm Hảo 68 cùng với 55. À vậy là chị mặc đầm ngắn được nè chị ơi. Có đủ màu. Màu vàng, màu hồng, màu xanh rêu, màu đen, màu đỏ, màu xanh đen, màu cam. Đó, chị lấy màu nào em mặc cho chị xem màu đó ha. Chị thích màu nào không? Rồi đây, em lên áo lẻ mấy chị nha. Áo nè, áo này bây giờ em bán chị ưng cho mấy chị á là 130 thôi. Đợt đầu tiên em bán là 240, nhưng mà hiện tại em lấy số lượng lớn nên em có được cái giá tốt mấy chị. Em bán mấy chị 130 luôn. Chất giải bao đẹp, bao mát luôn, mặc bao chuẩn form mấy chị nha. Rồi đây, chị nào ưng thì nhanh tay chốt thì em. Con này là mã số 1. Rồi qua văn. Qua văn này là mã số 1 giùm em. Rồi ai ơi thì chốt em. Áo đá 1, áo đá mã 1 giùm em ha. Đen cam. Rồi ok chốt đen cam cho cô Đăng Phạm luôn, 150 ok cô nè. Lấy đen cam chốt cô Đăng Phạm. Rồi đây, chị nào ơi thì chốt em màu áo, áo mã 1 giùm em đó chị nha. Áo này là áo mã 1 qua văn. Qua văn áo mã 1 130.000 thôi, chị ơn bán với chị luôn. Chị nào nhanh tay chốt em, chị nào khách cũ bên em là biết cái giá của em là 240 rồi đó, nhưng mà hiện tại là bây giờ em lấy được số lượng là cả mấy ngàn con nên em mới có cái giá rẻ như thế này em bán với chị đó. Rồi đây, con này chị nào ưng thì chốt em con mã số 2. Ủa số 2 em đang mặc mà, mã số 2, mã số 2 đang mặc nha, mã số 2. Rồi đây, con này là mã số 3. Rồi con này áo 3, áo mã 3 giùm em mấy chị nha. Áo mã 3 chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em. Áo 3 đó, sang xịn đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi áo mã 3 giùm em mấy chị nha. Em có quần đùi luôn, có chị nào muốn mua quần đùi mấy chị báo nha. Quần đùi thì em tầm cỡ 65 kg đổ về là em có size. Rồi con này mã số 4. Rồi con này mã số 4 cho em. Đó, qua văn này là mã số 4 ha. Hàng này là hàng Quảng Châu luôn mấy chị nha. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Đó, bao cho mấy chị là không bị đổ lông. Cái bộ cái em cáo này là bao mấy chị mặc hoài không đổ lông luôn. Áo em thường là em mặc là 2-3 năm rồi, em like 2-3 năm rồi á, mà em vẫn chưa có bỏ được luôn mấy chị. Rồi đây, rồi chị Đào ưng thì chốt giùm em con này mã số 5. Rồi em có 5 mã, chị Đào ưng áo lẻ mã nào thì chốt mã đó giùm em nha. Quá đẹp luôn. Con nào mặc vô cũng đẹp dáng hết trơn mấy chị ơi. Rồi chị Đào ưng áo, chốt áo kèm mã giùm em. Áo kèm mã giùm em nha.
cam có 68 kg không mà. Rồi cam đúng không? Rồi mẹ ơi, mẹ coi ngoài còn mẫu cam nào không? Đầm cam nào không? Thảy vô con ơi. Cam làm bán chạy không? Nhìn. Nhìn nhìn nhìn. Nhìn. Mấy chị ơi. Cưng không mấy chị? Cưng không mấy chị ơi? Thấy cưng không mấy chị ơi? Đây nè, ẩm đi. Mình thấy ghét không? Min Min, Min Min ơi. Rồi đây. Em có 4 được, còn 4 mẫu cam nữa mấy chị. Em mới soạn ra được 4 mẫu cam nhưng mà 4 con là khác nhau hoàn toàn mấy chị nha. Khác nhau hoàn toàn. Cam này là cam đất. Màu cam này là màu cam đất. Chị em có riêng con này là chỉ còn một con này là màu cam đất nha. Rồi chị Đào Ưng, con này riêng em là cam đất. Rồi cam đất cho em nha mấy chị nha. Cam đất không, cam đất này để em là 68 kg 1m50. 68 kg 1m50. Để em mặc thử là được. Nếu mà em mặc được là chị mặc được. Em mặc cái này hơi ôm. Em mặc cái này thì nó 1m55. Cao hơn thì mặc được. Em mặc là nó ôm dáng nè. Đó, cái form nó ôm dáng nè. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Cam đất. Cam đất mấy chị nha. Cam đất. Quá đẹp luôn, thùng cam đất này hơi đẹp luôn mấy chị ơi. Màu cam đất nha. Ai ưng cam đất chốt cam đất giùm em. Cam đất, cam đất. Chị Băng Băng, quên nước say á lại. Được không? Rồi cam đất. Ai ưng cam đất chút cam đất giùm em nha. Mã cam đất. Rồi đây màu cam ở đây. Rồi ghi giùm em cam này là cam 3. Cam 3 giùm em. Rồi mã cam 3. Ai ưng cam 3 chút cam 3 giùm em nha. Mấy chị ơi, mấy chị nào đang xem mấy chị chấm chấm lên giùm em mấy chị. Chấm chấm để em thấy mấy chị. À, cam 3 này 68 cái mặt dừa. Cam 3 này là 68 cái mặt dừa mà thoải mái luôn nha. Rồi, rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em. Cam 3, một cam 3. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng đính cước luôn mấy chị nha. Rồi cam 3. Cam 3, cam 3, mấy chị muốn hỏi mặt hàng nào mấy chị cứ báo ha. Cam 3. Có đầm tím không có lên đồ bộ hả Hư? Dạ có nha chị Nhung Lê ơi. Dạ có nha chị nha. Tí nữa em lên đồ bộ cho chị Nhung Lê lựa. Chị Nhung Lê muốn lựa xay bao nhiêu ký chị Nhung Lê ơi? Muốn lựa xay bao nhiêu ký chị? Có đầm tím chị Lâm Hảo nói gì ta? Có đầm tím 68. À đầm tím 68 cái mặt dừa chị ơi. Đầm tím 68 cái mặt dừa giùm em luôn nha. Nghe cái bụng thoải mái luôn. Đầm tím chất von cao cấp. Hàng cao cấp giùm em 220. Đầm dài dạ hội đó mấy chị. 68 cái mặt dừa. Sao? Cái này là form này tầm cỡ 70 69 thì đổ về. 69 69 70kg tùy theo chiều cao mấy chị nha. Rồi đây là chị Đào Ưng thì chốt cho em liền cam, cam 4 ghi mã nha. Rồi con này quay văn này là cam 4 giùm em. Cam 3. Cái đó là cam đất. Rồi đây con này là cam số 5 rồi. Em ra đưa liền cho nha. Rồi cam này là cam số 5. Cam quay văn này là số 5. Đó. Cam. Cam lên mặt là cam số 4. Rồi ai ơn cam nào chốt cam đó giùm em. Rồi chị Nhung Lê. Chị Nhung Lê bao nhiêu ký nhỉ? Chị Nhung Lê 54 kg. 54 kg em có bộ thiết kế này là chị Nhung Lê. Để em lên cái bộ thiết kế chị. Thiết kế là 200.000 một bộ mà bao đẹp luôn. Thiết kế mai nhà luôn mấy chị nha. Hàng mai nhà mấy chị nào muốn mai theo cầu mấy chị cứ báo giùm em. Vô vô Zalo các bạn giùm em đi. Rồi mấy chị gửi cái mẫu của mấy chị yêu cầu là bên em sẽ nhận theo yêu cầu và mai cho mấy chị luôn nha. Cái đầm tím em mặc vô thử cho chị xem một chị vô ok chị. Mà thấy màu tím đó con ơi. Màu tím than.
đây nè, chị Nhung lên đây, mẫu thiết kế chị Nhung lên. Mẫu thiết kế em có đủ màu, em có đủ màu, hàng này là hàng có đường nối ben luôn. Thiết kế mai nhà mấy chị nha. Mấy chị mua giải là một mét bao nhiêu tiền rồi, mua đủ cái bộ đồ mấy chị là tầm cỡ 100 mấy rồi. Mà mấy chị đi mướn thợ mai nữa chưa chắc gì nó nhận mai cho mấy chị là mai cái thiết kế đẹp như vậy luôn. Không có thợ nào mà nhận mai cái mấy cái mẫu này mà cái giá đó, mấy chục ngàn đâu nha. Đó, mấy chị mà đi mua giải mai á chắc chắn bộ này không dưới 300 ngàn, nhưng mà bên em bán mấy chị 200 ngàn thôi nha. Tí nữa em lên mấy chị, em có màu 54kg, em có màu đủ màu luôn. Cái bộ này thì em có size từ tầm cỡ 60 80 luôn, 80kg độ về em có size. Những cái mẫu do kiểu không thiết kế này em có size từ 80kg độ về, 80kg độ về. Có chị nào muốn lên đồ mai thiết kế mấy chị báo giùm em ha. 75kg mặc vừa không? 75kg là đã cái nào vậy? 75kg là chị hỏi đầm hay là đồ bộ chị Kim Anh ơi? Chị Kim Anh hỏi đầm hay đồ bộ vậy? Đầm thì 75kg mà không vừa đâu. 75kg mà không vừa, đồ bộ thì em có ha. Đồ bộ nè. Hỏi dòng em nhiêu? Dòng em này 95 á. 75kg dòng em 95 thì được. Cái nào? Đầm phải không? 75kg đầm giả hậu dài á, mà eo dùng eo mà tầm cỡ 95kg là vô vừa nha chị. 95kg. Ủa? Tầm cái eo 95, cái eo mấy chị á là 95 là mấy chị mặc vừa. Tại vì nhiều khi mấy chị á, cái form của mấy chị nặng cân nhưng mà cái mông của mấy chị bự, cái eo mấy chị nhỏ thì vô hết. Mặc dễ đó mấy chị ơi. Chỉ có sợ là cái bụng to thôi. Cái bụng to thì phải kén tí xíu rồi phải đúng size thì mặc vô dán nó mới đẹp. Rồi đây thấy không? Em mặc nó còn hơi gọng gọng chứ với cái phần bụng đó nè. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt đi giùm em. Form rất là đẹp nha. Hàng cao cấp giùm em luôn. Ai ưng thì chốt nhanh tay chốt cho em liền. Màu tím hang. Màu tím hang sang xịn đẹp luôn mấy chị ơi. Màu tím hang mấy chị nha. Tím hang, lấy một cái đầm này đi chị Lâm Hảo ơi, đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn. Đầm á, không đầm 75kg không vừa đâu. Em nghĩ là đầm 75kg không vừa. Nhưng mà dòng eo chị nào mà dưới 95 thì chốt giùm em. 95 làm chịu heo rồi đó mấy chị. Mày đưa giùm con cái thước dây đây. Con đâu có bụng con. Bé em đâu cái bụng bao nhiêu. Rồi chị nào ưng đầm chốt đầm nha mấy chị ơi. Đó chị Lâm Hảo lấy thì chốt cho em đi chị Lâm Hảo ơi. À, bao nhiêu? Dạ 220 chị ơi. Đầm thiết kế 220 giùm em. Rồi dòng eo của em là 87. 87 nha chị ơi. 87. Đó, 87 là em mặc còn rộng nè mấy chị. Nó còn thoải mái nữa thấy không? Nên mấy chị không có sợ thấy bụng đâu. Mặc vô dáng rất là phơm, rất là đẹp luôn. Em có đủ màu luôn. Bây giờ em sẽ đọc màu của chị xem lại nha. Ủa màu tóc nữa hả? Màu đổ để 9 màu. Em có 9 màu nha, đầm em có 9 màu mấy chị nha. Lấy đầm dạ hội tím với đỏ. Dạ ok. Ok chị Cẩm Liên nè. Có dạ hội ngắn. Có dạ hội ngắn không? Ủa dạ hội mà sao ngắn được? Dạ hội là dài chị yêu ơi. Chỉ có là đầm ngắn thôi. À đầm ngắn nha. Đầm ngắn nè. Hàng so len. Hàng sơ lên cao cấp hàng bao một luôn. Dạ hội là toàn bộ là dài chứ không có ngắn nha. À, chị 68 1m55. Em xếp cho em xếp cho chị mà dạ ok chị Lâm Hảo nè. Em bao vừa luôn. Tại vì chị nói là chị 68kg là em bằng số ký của em. Nhưng mà em chỉ có 1m50 thôi. Chị tới 1m55 lận. Nên nếu mà chị mặc không vừa hay là chị mặc không có vừa ý á thì chị á giúp em là trả giùm em 30 tiền ship hàng vận chuyển, giống như là mấy chị á tốn tiền xăng đi ra chợ vậy đó. Đi ra chợ mấy chị lựa không vừa ý thì mấy chị cũng đi về cũng mất tiền xăng thôi. Nên bây giờ chị mấy chị cứ ở nhà rồi bên em sẽ ship hàng cho mấy chị thì mấy chị ưng thì mấy chị lấy, còn chị nào không ưng thì trả giùm em 30 tiền ship quay đầu về mấy chị nha. Chị nào mà không trả 30 tiền ship là em không có bán, không có dám bán cho mấy chị đó nữa đâu. Tại vì á 30 ngàn em bán một cái đầm này chưa là được 30 ngàn nữa mà mấy chị á không có lấy á
là bên vận chuyển nó cũng phải lấy tiền em thôi à nha. Đó, bên em dễ lắm mấy chị á, ưng thì mấy chị lấy, còn không ưng thì mấy chị cứ trả 30 tiền ship. Em bao mấy chị luôn, hàng này là hàng cao cấp. Đây mấy chị coi nè, hàng này là hàng đính cước bằng tay 100% luôn mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Hàng thiết kế mà bán có 200 ngàn rồi mấy chị biết nhiêu. Mấy chị mà đi ra ngoài ngoài chỗ mà mai á, ngoài chợ mà mai theo cái hàng thiết kế đó, mấy chị mua cái đầm này, mấy chị kêu người ta thiết kế chắc chắn là cũng phải trên gần cả triệu bạc mới được cái đầm này mấy chị. Cứ đính cước cái này là chắc mấy ngày trời mới xong rồi mấy chị. Đó, đây em có màu nè, để em đọc lại màu mấy chị nha. Đây em có màu tím cà, ai ưng màu nào kêu em mặc cho mấy chị xem màu đó nha. Màu tím cà, màu đen, đó, dạ hội 220 em có màu đen, màu tím cà, màu tím hai. Rồi cái này là màu hồng, màu hồng. Cái này là màu vàng, màu hồng cam, màu xanh coban. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Màu xanh đen, màu xanh đen nha. Rồi màu đỏ, màu đỏ. Rồi chị nào ưng màu nào chốt màu đỏ thì em có 9 màu. Em không có xanh bơ nha chị ơi. Em không có xanh bơ. Em không có xanh bơ, có xanh riêu thôi. Xanh riêu là em có mẫu này nè. Xanh riêu là em có mẫu này. Ờ, có lên nằm ngắn không? Dạ, chị, dạ có nha chị Ngọc Huyền ơi. Chị Ngọc Huyền lên giùm em cái số ký chiều cao đi chị Ngọc Huyền. Chị Ngọc Huyền lên giùm em cái số ký chiều cao đi chị. Nhanh lên giúp em cái số ký chiều cao đi. Đây 68kg mặc dù cái này là chị Lâm Thảo ơi. Dạ màu thì nó chỉ có nhiêu đó màu thôi chứ mình không có lựa được nha chị ơi. Mình không có lựa được. Cái lô hàng á, nếu mà lựa là em không có bán giá rẻ được cho mấy chị đâu. Lựa mà hàng á thì nó sẽ cái giá nó sẽ cao lắm. Còn cái này là em lấy theo lô, là em ôm hết lô luôn mới có cái giá rẻ, giá tốt em bán với chị nha. Xanh bơ với lại là màu xanh bơ thì cũng ít người mặc lắm mấy chị, nên người ta không có may. Đó, coi đây là chị là ưng thì chốt đi giùm em ha. Đầm dài còn mẫu khác không? Nhiều lắm chị ơi. Đầm dài em có mẫu nữa nha chị nha. Mà chị bao nhiêu ký lên số ký giùm em đi chị. Chị nào muốn hỏi cái gì mấy chị trang xin cái số ký chiều cao đi. À, chị Kim Phượng ơi, lên số ký chiều cao giùm em đi để em xem coi cho chị mặc vừa cái mẫu nào thì em giới thiệu chị nha. Còn đây là màu xanh riêu. Xanh riêu, ai ơi xanh riêu chốt xanh riêu giùm em. Đó, hàng đến cuốn vậy nè mà bán cho mấy chị có 150 thôi. Đầm ngắn. Rồi chị đã ưng đầm ngắn xanh riêu chốt giùm em, ghi giùm em là mã đầm xanh riêu 150 kèm số ký chiều cao, số điện thoại giùm em. Chị nào có số ký chiều cao rồi thì cho số điện thoại giùm em chị nha. Đó. Xanh riêu. Xanh riêu, xanh riêu mấy chị ơi. Ai ưng màu nào chốt màu đó. Mấy chị muốn em lên màu gì mấy chị cứ báo đi. Nếu mà có thì em mặc lên mấy chị xem. Em có đồ bông, em có áo khoác, rồi em có đồ ngủ nè, em có đầm, em có nhiều lắm mấy chị ơi. Chị nào muốn xem cái gì mấy chị cứ báo giùm em nha. Đây, đầm ngắn hai von hai lớp nè. Đầm ngắn von hai lớp rất là đẹp luôn. Đây, đầm kiểu thôi mấy chị nha. Đầm kiểu này mình còn có ngoài 7. Hả? Có 2 màu. Có 2 màu à? 7. Đây, 170. Đầm này là 170 thì em ha. Lưới 2 lớp. Lưới 2 lớp. Hàng kiểu lưới 2 lớp em có nè. Màu đỏ, màu xanh. Đó, lưới 2 lớp, ghi em là mã lưới 2 lớp. Em có màu đỏ, màu xanh nha mấy chị nha. Màu đỏ với là màu xanh, chị là ưng màu nào chốt màu đó giùm em ha. Em mặc màu đỏ mình xem trước nha. Còn hỏi còn kèo. Rồi đây. Chị nào ưng thì chốt em. Đầm này thì tầm 65kg độ về. 65kg thôi nha. 65kg độ về giùm em. Thả nó xuống nằm cho khỏi mặt. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt liền giùm em ha. 65kg độ về giùm em. Con này. Chị nào mà cao cao thì tầm cỡ 68kg. Không, 68 mặt vừa thôi mà. Con mặt vừa thôi. Con. Nhưng mà em chữ ha mấy chị tầm có 65-66 ký lọc mặt dừa giùm em ha. Rồi ghi em là đầm lưới 2 lớp, màu đỏ với lại là màu xanh. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị nha. Đầm lưới 2 lớp. Rồi chị nào ưng cái nào chốt giùm em cái đó ha. Ghi đúng mã kèm số điện thoại giùm em.
đúng mã kèm số điện thoại giùm em, đầm lưới 2 lớp. Đầm lưới 2 lớp giùm em. Rồi, em lên đồ bộ nha. Em lên đồ bộ mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt em ha. Mặc bộ đồ cho chị xem thử rồi ok chị Nhung. Ok chị Nhung nè. Còn này đúng không? Đâu, xe máy mà. Xe 2. Xe 2 đâu? Để đâu? Màu hồng. Rồi đây, em mặc cho mấy chị xem ha, em có kiểu luôn. Rồi, chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em nè. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt giúp em nha. Đó, hàng này là hàng thiết kế. Hàng này là hàng thiết kế giúp em nha. À, bao nhiêu một đầm? Dạ, cái đầm đó là 170 chị ơi. Đầm này em còn được có 2 cái thôi. Màu xanh với màu đỏ em mới vừa mặc là 170. Còn đầm này em có đủ màu. Tức để sau em cao cấp hàng loại 1 em bán 150. Còn đầm dài dạ hội này là 220 ngàn cao cấp giùm em đó mấy chị nha. Em có 9 màu. Còn đây rồi chị nào ưng thì chốt em làm. Ủa lộ đồ bộ nè, đồ bộ này là có cái đường nới men luôn mấy chị nha. Có đường nới luôn mấy chị nha. Đó, đường nới luôn. Rồi 150. Ủa lộ 200. Đây bộ này là 200 giùm em, có size từ 80kg đổ về. Mấy chị muốn lên xe bao nhiêu ký báo số ký giùm em để em đọc màu mấy chị lựa nha. À, có đầm sắc nách không hư? Dạ không có đầm sắc nách nha chị ơi. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt liền giùm em bộ ha. Đó, đây em đọc màu size của chị á, thì em đang treo trên kia nè. Rồi em để em lựa màu cho mấy chị nha, đợi em trước. Size của chị Nhung Lê màu da. Xem đỡ giùm em nha. Đây, em có màu xanh rêu. Size của chị Nhung Lê em còn màu xanh rêu nè. Màu kem, màu kem ở trên cùng. Màu xanh lá, màu hồng em đang mặc. Với lại là màu da. Màu da. Màu vàng. Vàng này là vàng nhạt nha. Vàng nhạt da mấy chị. Đó, ưng thì nhanh tay chốt nghe em có như đó nào. Đây nè, xanh lá đẹp lắm mấy chị. Đó, xanh lá rất là đẹp luôn. Xanh dương luôn. Xanh lá xanh dương luôn hả? Xanh dương luôn nè. Đó, xay này là xay xay của chị Nhung Lê. Chị Nhung Lê ưng màu nào? Chốt kem xinh màu đỏ nha chị ơi. Ưng màu nào chốt giùm em màu đỏ. Thun này đẹp hơn cái thun hàng thiêu luôn á chị. Hàng này là hàng thiết kế chốt giải bao đẹp luôn, không đẹp thì trả lại em. Bên em là mai luôn á, hàng mai luôn á mấy chị. Có màu xanh rêu cho chị xem. Dạ đây, màu xanh rêu đây. Màu xanh rêu đây chị ơi. Ý xanh rêu này mà không vừa, để em lấy màu xanh rêu khác em mặc. Sao đây? Thay hai em không dám nông vô. Nông vô sợ sức chỉ. Sợ đứt chỉ. Đây nè, đó em ướm lên vậy chị xem đỡ giùm em nha. Tại vì xe nhỏ này em không có hợp. Đó, mỗi size, mỗi số ký thì em có màu khác nhau. Còn con đó chị nào lấy thì chốt giùm em nha, bán rất là đẹp, rất là chạy luôn. Đó, 200 ngàn. Cái này làm mấy chị coi nè, thấy không, đóng sắt vô luôn mấy chị nha, đóng sắt luôn giùm em. Thiết kế mấy chị thấy không, cầu kỳ dữ lắm luôn mấy chị. Mướn thợ thiết kế là người ta may có một bộ hai bộ là người ta tính cái giá tiền công á rất là cao luôn. Rồi chị đã ưng thì chốt em.
xanh rêu, màu hồng, màu xanh lá, màu da, màu màu kem. Rồi 55kg đổ về, 55kg đổ về. Đầm ngắn này là 150 một đầm. Đầm rồi, đầm ngắn này là em có màu, em có màu đen, màu hồng, màu đỏ, màu xanh rêu, màu xanh màu màu xanh đen, màu cam, màu, màu vàng, màu tím, đủ màu hết các chị ơi. 150 thôi. Đầm ngắn 150. Mua mấy cái miễn ship, dạ 5 cái miễn ship luôn mấy chị ơi. Tri ân mấy chị luôn, mua 5 cái em mới miễn ship được, tại vì này em bán không có lời nhiều mấy chị nha. Mặt màu xanh rêu chị xem, mặt cái đó mà không vừa em bướm anh thử chị xem nha. Chị lấy cho coi kiểu hồng và màu xanh. Không chị ơi, tại vì mỗi qua văn là mỗi màu khác nhau mà. Lấy một bộ màu xanh rồi, ok chốt màu xanh rêu chị Nhung Lê. Ok chị Nhung Lê nè. Chị xem mẫu chị Ngọc Huyền hả? Chị Ngọc Huyền là chị bao nhiêu ký ta? Để chị cho số ký chưa? Chị Ngọc Huyền ơi, chị cho em xin số ký chiều cao đi, rồi em lên cho chị nha chị ơi. Cho em xin cái số ký chiều cao lên thì em đi, rồi em lên cho chị. Đẹp lắm. Cái màu này đẹp lắm đó chị ơi, mặc lên trắng da cực kỳ luôn. Mặc trắng da cực kỳ luôn á. Lên cái màn mai nhà cho cổ đi. Hàng biểu cho cổ đấy. Hàng mai nhà hả? Nay hả? Vương Lê đó, đó số 3 mà lấy lên ngon con một bộ đó bằng vừa đó. Màu đó, màu đó màu gì? À chị sắp 2kg đúng không? Rồi ok để em xíu. Màu đó màu gì? Màu đó là màu xanh rêu. À cái màu này hả? Màu này là màu xanh lá chuối á. Màu xanh lá chuối hoặc là nào, xanh chanh, xanh lá chuối mấy chị ơi. Xanh lá chuối đẹp lắm, mặc lên trắng da đó. Xanh rêu chốt với chị rồi. Rồi đây em lên bộ này nha. Rồi em lên bộ này xong rồi em sẽ lên đầm cho mấy chị. Rồi đây bộ này em có đủ size. Dạ ok nè. Rồi đây, chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị nha. Đó, bộ này là hàng thiết kế luôn, mẫu này là nhiêu mà? Cũng 200 luôn, tầm giá 200. 200 nha, này cầu kỳ hơn đó nè. 200 ngàn. Đó, quần nha mấy chị nha, em mặc cái áo thôi. Rồi bây giờ á, mẫu này á thì em có ủa, có giống màu hoa văn không ạ? Không, mua coi cái màu thôi, rồi tới khác nha. Rồi đây mẫu này thì bây giờ em còn được màu gì ta? Màu đen đỏ. Đen đỏ tại sáng. Màu da, màu hồng giống không? Này giống không phải không? Rồi đây mẫu em đang mặc nè là size của chị. Size 55kg đổ về. Năm 55kg đổ về. Em có màu xanh biển. Màu xanh biển. Hàng mai nhà lên mỗi cái tay là cái áo khác nhau hết trơn đó chị ơi. Rồi tay này nó hơi lỡ lỡ tí xíu ha. Kiểu thì đây kiểu nè. Đó, kiểu màu này màu xám nha. Rồi chị là 55kg đổ về xám giùm em, 200. Xám 200, hàng thiết kế mai nhà luôn. Hàng thiết kế mai nhà luôn mấy chị nha. Xám chị nào thích xám tay này thì chốt em. Xám. Xám 200. 55kg đổ về. 55kg đổ về. Đó. Màu hồng. 55kg đổ về màu hồng. Ai ưng hồng chút hồng giùm em. Ai ưng hồng chút hồng giùm em ha. Mấy chị coi cái đá của nó nè, rất là chắc luôn mấy chị nha. Màu hồng. Rồi 55kg đổ về. Màu da. 55kg đổ về màu da tai phồng. Đó, tai phồng mấy chị nha. Tai phồng. Cực kỳ đẹp luôn. Màu da 55kg đổ về, mấy chị muốn sang nhiêu ký mấy chị báo em nha. Mấy chị nói em biết nha. Cực kỳ đẹp luôn. Có màu đen luôn. Màu đen đỏ là tay tay nhỏ trên. Màu đen đỏ là tay nhỏ nha mấy chị nha. Rồi chị nào thích
đen đỏ chút, đen đỏ giùm em. Đó, cái màu nào là cái quần đó chị nha. Đen đỏ. Rồi, ghi giùm em hồng ghen. Ghi giúp em là hồng ghen. Hồng ghen 255kg đổ về, hồng ghen. Hồng ghen. Màu này màu gì mà? Màu hồng ruốc. Rồi, con này là màu hồng ruốc. Hồng ruốc giùm em nha mấy chị nha. Màu hồng ruốc, cực kỳ đẹp luôn. Hồng ruốc, hồng ruốc. Hồng ruốc. Rồi. Nó màu tím đó nè, màu tím hoang, màu xanh đen. Đó, còn chị nào lấy thì chốt cho em. Áo lẻ hả? Mặc áo đá. Chị Vũ Thị Vinh nè. Chị Vũ Thị Vinh vẫn không có chốt máy nè. Chị Vũ Thị Vinh là 67kg hả? Em có size, áo em đang mặc em có size từ 75kg đổ về. 75kg đổ về em có đủ luôn, đưa áo đi. Em có 5 mẫu áo. Áo. Rồi đây, áo. Áo đá này, hôm nay em chi ơn bán chị chỉ 130 thôi. Chị nào lúc trước đã có mua hàng bên em là bà mấy chị mua 240. Hôm nay em chi ơn, em lấy số lượng lớn nên em có giá tốt mấy chị, em bán mấy chị 130. 130 giùm em ha. Bây giờ em đọc mã mấy chị nha. Rồi. Em đọc mã mấy chị nè, chị nào ưng mã nào chốt mã đó giùm em ha. Rồi giùm em con này mã số 1. Qua văn này là mã số 1 giùm em. Đó, qua văn này là mã số 1 giùm em nha. Mã số 1 130. Mã số 1 130, rồi chị nào ưng thì chốt em 130. Áo mã số 1 130. Đó, áo đá mã số 1 130. Rồi mã về mã số 2. Số 2 em đang mặc quên nữa. Mã số 2 là mã em đang mặc mấy chị nha. Ưng mã nào chốt mã đó giùm em 130 một áo mấy chị nha. 130 một áo, rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt đi giùm em ha. Rồi con này mã số 3. Mã số 3 giùm em, cực kỳ đẹp luôn á chị nha. Mã số 3, ai ưng mã số 3 chốt mã số 3 giùm em. Mã 3. Rồi áo đá mã số 4. Áo đá mã số 4 em nha, hàng Quảng Châu luôn á chị nha. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn, bao chất vải không bị đổ lông á chị nha. Mã số 4. Rồi con cuối cùng mã số 5, em có 5 mã ha. Rồi chị ưng mã nào chốt mã đó giùm em. Em có 5 mã đó, chị nào lấy mẫu nào chốt mẫu đó ha. Lên đầm đi, rồi đợi em xíu chị ơi. Chị ưng chị thích màu nào? Ủa chị Ngọc Huyền hả? Sắm 2kg rồi ok chị. Để em đọc màu chị nha, chị ưng màu nào thì em mặc cho chị xem màu đó, chứ em không mặc hết màu được cho chị nha. Rồi kiếm giùm con đủ màu đi mà. Rồi quá đẹp luôn, mã số 5, áo đá mã 5, đủ màu. Đây nè, đầm. Đây đầm ngắn nè, bây giờ em đọc màu cho chị Huyền xem nha. Chị Huyền ơi, chị thích màu nào thì chị kêu Hương ơi mặc cho chị xem cái màu đó đi. Thì em sẽ mặc cho chị nha, rồi em xem có cái màu đó là có mấy kiểu, em mặc lên cho chị hết mấy kiểu luôn. Chứ bây giờ đó, em mặc từng màu thì nó hơi mất thời gian tí xíu cho mấy chị kia nha. Rồi đây, mẫu đầm ngắn 150 hàng chất trẻ sơ lan cao cấp này thì em có màu đen. Màu đen 150 nè. Màu hồng. Đó, đầm ngắn nha. Màu đỏ. Ưng màu nào kia mặc cho chị xem màu đó. Màu xanh đen. Màu xanh đen. Màu xanh rêu. Màu xanh rêu. Màu xanh coban. Màu xanh coban. Màu cam đâu? Đưa màu cam nha. Như màu cam đất luôn. Màu cam đất đâu? Xem. Ấy đồ lông ăn bướm đi. Màu cam. Với lại màu cam nè, với lại màu cam đất nữa nè. Màu cam đất. Trời ơi. Xíu à. Màu cam đất với màu cam. Ở đâu vậy? Cái tay đó gì mà nó dơ vậy? Ở đâu vậy chim nào? Đó cái tay kìa. Mày để đứng lên đây. Nó cực khổ với mấy bà này luôn. Rồi chị nào muốn xem đầm màu nào thì báo em liền nha.
em lên thêm vài cái nữa em xuống like với chị nha. Nguyên Nguyên có tay gì được chưa? Rồi lấy cam rồi, ok chốt cam. Mà chị lấy cam nào chị ơi, cam tươi hay là cam đất? Cam tươi hay cam đất chị? Cam tươi hay cam đất chị ơi? Đây nè, có đỏ nè chị Khánh An, lấy đỏ là chị Khánh An. Đỏ đẹp lắm mà chị, đỏ 150 à, tươi đúng không? Rồi ok chốt với chị màu cam tươi, màu cam tươi. Rồi đây màu đỏ nào, có chị nào lấy đỏ không? Đỏ giùm em ai ơi, đỏ chút đỏ giùm em nha. Lên làm đi, em đang lên nha chị nha. Rồi đây đó, ưng màu nào chốt màu đó cho em. Đó, mỗi màu mỗi hoa văn khác nhau nha. Màu đỏ, màu cam, màu xanh xanh cobalt, màu hồng, màu xanh rêu, màu đen, màu xanh đen. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó giùm em nha. Đó, làm mặt như thế này cho các chị nha, làm mặt như thế này giùm em. Ai ưng màu nào thì chốt cho em xin màu đó. Ai muốn xem màu nào mà chị cứ kêu Hương ơi, lên cho chị xem màu cam đi, lên cho chị xem màu đen đi, thì em lên cho chị xem liền ha. Tại vì nhiều màu quá em mặc hết không có được. Lấy tầm kiểu màu hồng. Rồi ok, chị kiếm màu hồng đúng không? Rồi ok, để em lấy mẫu ra cho chị ha. Em lấy mẫu. Rồi mẹ ngoại còn màu hồng nào trong gia đình con? Ý là mỗi màu hồng này là có kiểu như thế nào, rồi đưa để xem thử. Nó có mấy con hồng đem ra cho chị xem hồng. Rồi thôi. Rồi ok. Rồi giống. Vậy là có 3 màu hồng. Vậy là em có 3 màu hồng nha. Rồi chị nào lấy hồng nào thì chốt hồng đó cho em nè. Rồi ghi em mã hồng 1. Đó, đẹp không? Thích màu nào cứ kêu em lên, em mặc lên cái là đúng ý với chị luôn. Nếu em thích màu cam thì kêu em mặc cam đi, để gì xem kiểu vậy đó. Rồi đây rồi chị đã ưng hồng chút hồng giùm em. Hồng 1. Đó, hồng 1 nha. Ai thích hồng 1 chút hồng 1 giùm em. Hồng 1, ai ưng hồng 1 chút hồng 1 giùm em nha. Đó, nhìn kỹ chưa? Hồng 1. Hồng 1, ai ưng hồng 1 chút hồng 1 nè. Rồi đây nè, con hồng 2 nè mấy chị. Nè em ướm lên hay sao ta? Em máng lên đi ha. Mặc mất thời gian quá, em mặc cái phơ cho mấy chị xem rồi. Rồi đây. Màu hồng 2. Hả? Rồi con này là màu hồng 2. Ai ưng hồng 2 chốt hồng 2 giùm em nha. Hồng 2 qua văn nè, cực kỳ đẹp luôn. Hồng 2. Có đỏ có cam đầy đủ mấy chị nha. Rồi con này là hồng 3. Rồi em có 3 con hồng. Hồng 3, em có 3 con hồng. Chị nào ưng hồng nào chú hồng đó giùm em nha. Rồi xức cái đồ bóp lại, bóp lại, bóp heo lại. Rồi em có 3 hồng, chị nào ưng hồng nào chú hồng đó giùm em. Em có 3 hồng. Màu đỏ em mới vừa mặc, màu cam em cũng mặc hồi nãy mà. Em có đỏ có cam, có hồng luôn, đầy đủ hết mấy chị nha. Em 57kg mặc vừa không chị? 57kg mặc vừa chị nha. Mặc nó hơi thoải mái chút xíu. 57kg mặc vừa chị ơi. Vì dù ai lớn tiếng thì nó co giãn ra chị. Cái này đầm này là chất giả sơ đen cao cấp nên nó có độ co giãn thoải mái chị nha. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em. Chị vòm chân. Đó, ưng thì chốt liền giùm em anh chị nha. Thì em có con hồng rồi nữa nè. Em có con hồng rồi nữa nè. Hồng 4. Rồi chị đã ưng hồng 4, chốt hồng 4 giùm em. Hồng 4 qua văn đẹp quá hồng. Hồng 4 nha. Rồi ai thích hồng 4 chốt hồng 4 giùm em. Rồi em qua mẫu nè.
ai lấy gì lấy nha, em qua mẫu. Hồng 4 5 màu lộn xộn. Dạ ok, rồi ok lấy 5. Vậy là em lấy chị màu hồng, màu đỏ với lại là màu màu xanh rêu, màu xanh coban, màu cam nha chị, nha chị Cẩm Liên ơi. Chị lựa đi, chị nào khách sĩ bên em là cho lựa trên like nha. Chị nào muốn lấy sĩ bán em cho lựa trên like thoải mái luôn nha. Chứ em không có cần mấy chị ôm lô đâu. Lấy hồng 3. Là sao chị Ngọc Quyền? Lấy hồng trên tường. Lấy màu xanh, màu xanh, màu xanh này hả? Màu xanh này chỉ nhiều cái xanh này chứ mà kiểu. Đúng rồi. Rồi đây màu xanh này là 170 nha. 170 170 nha chị ơi. Đầm này là đầm phối nha. Đầm phối. Đầm đầm gì? Đầm phối lưới đúng không? Đầm phối lưới. Em có màu xanh với lại màu đỏ. Nha, em còn đúng hai con thôi, 170 đúng không? Đúng không chị Ngọc Huyền ơi? Đúng thì lên số điện thoại giùm em luôn hai đầm. Đầm hồng 3. Đầm 3. Sao nãy cha đọc đưa xuống mà không có ghi? Ơi. Bỏ vô bọc đi rồi rồi một hồi tiếp không được hay sao? Đây phải làm này không, phải làm xanh này đúng không chị? Rồi. Đúng thì ghi cho em số điện thoại luôn. Cái nào ba, cái này cuối là 4 nè. Không có nha chị ơi, em không có nha. Mỗi màu em có hoa văn khác nhau, không có khác nhau, không có giống chị ơi. Em mặc lên cái nào em đọc mã thì chị chốt giùm em nha, chứ em không có giống như cái kiểu mấy chị thích nha. Giống như mấy chị thích cái kiểu đó nhưng mà đâu có cái màu giống như mấy chị thích đâu. Màu xanh thì em không biết là chị lấy xanh gì nữa nè. Thôi giờ em lên nào mấy chị chốt được, mấy chị chốt giúp em nha. Bây giờ em qua mẫu với chị nha. Rồi đây em lên đầm tiếp tục nè. Em lên đầm nữa chị nha. Rồi đầm hoa văn. Hoa văn này là hộ cẩm, hoa văn hộ cẩm nè, đẹp quá. Rồi đầm này em bán chị 120, 65kg đổ về. 65kg đổ về giùm em. Rồi ghim em con đầm này là mã số 1. Phối 2 lớp nha. Phối 2 lớp giùm em. Đầm hoa văn này là mã số 1. Đó mấy chị mặc đi cà phê, đi đâu cũng được hết trơn á mấy chị nha. Chút điện thoại lại nha. Vậy là chị Ngọc Huyền ơi, các bạn Zalo phía dưới giùm em đi Ngọc Huyền. Để chị lựa dễ. Nè, Zalo là của mẹ em lên là Lê Thấm á, 0774842263. Chị vô Zalo đi, em đăng bài mình nói nhiều lắm. Rồi đây là chị nào ưng thì chúc em đầm, đầm mã 1 giùm em nè. Hoa văn hổ cẩm nha mấy chị nha. Hoa văn hổ cẩm. Hoa văn hổ cẩm mấy chị nha. Mã 1. Mà quay cái lưng lại nè, đừng có quay mặt nó, mặt nó đang ngợp, nó đang xuống mũi. Quay ngang cái lưng lại. Rồi cho em con này. Cho em con này mã số 2. Áo hả? Áo giống như áo đang mặc đúng không chị ơi? Áo em đang mặc là 130 nha chị Hu Nga ơi. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền con này. 120 mã số 2.
120 qua văn mã số 2 mấy chị ơi. Qua văn mã số 2 120.000 luôn. 120.000, trời ơi, cái đầm bằng đẹp lắm mấy chị ơi. Đính đá luôn nha mấy chị nha. Đính đá luôn. Rồi 120. Ai ưng 120 chút, 120 mã số 2. Cho chị xem lại cái mẫu số 1, số 4. Mẫu số 1 đâu? Giờ nó không biết cái gì hết trơn á. Thì ship bỏ bọc đi rồi tí nó ship cũng có sao đâu. Áo đá đúng không chị? Áo đá em đang mặc nè. Những cái áo phía sau áo đá em đang mặc áo dây nè. Áo dây. Áo dây em có 5 mã. Có 5 mã mấy chị nha. Em có 5 mã, chị đầu ưng mã nào chút vào đó mấy em coi, con này là mã số 1. Mã số 1 giùm em nha, qua văn này là mã số 1. Qua văn mã số 1. Rồi con này là qua văn. Ý con này số 1 nha, mã này là mã số 1. Để số 1. Rồi con em đang mặc là mã số 2. Con em đang mặc là mã số 2. Rồi con này là mã số 3, áo đá mã số 3 nha. Thích mã nào thì kêu em mặc cho chị xem mã đó nha chị ơi. Rồi con này là mã số 4 giùm em. Con này là mã số 4. Rồi con cuối cùng này là mã số 5. Đó, em có size từ 75 kg đổ về. Chị nào ưng mã nào chốt mã đó giùm em nha. Áo dây 85 kg em hết rồi. Em hết size nha, không có size chứ. Chị Hương nha. Đó, rồi chị Hương nghe ưng thì chốt em ha. Mẫu này là lúc trước em bán tới 240. Đó, nhưng mà hiện tại là bây giờ em lấy được cái số lượng là hơn 1.000 con nên em có cái giá tốt mấy chị. Em bán rẻ mấy chị luôn. Em lấy giá rẻ thì em bán rẻ mấy chị. Trong ý nói mẫu mặc áo nam rồi ok. Màu xanh, nhưng mà chị lấy là chị hỏi bây giờ chị làm, bây giờ chị lấy màu xanh gì? Em có xanh riêu. Em có xanh riêu. Em nói rồi là mỗi màu em có qua văn khác nhau chứ không có đâu đâu có giống nhau đâu, mà chị nói là lấy cái mẫu số 3. Mẫu số 3. Lấy màu xanh đâu có được, đâu có cái nào thì giống nhau được. Nè bây giờ em có màu xanh coban nè, ủa màu xanh đen nè. Màu xanh coban nè. Với lại là màu xanh riêu. Giờ chị thích màu nào? Chị kêu em mặc lên, em xem coi kiểu giống như là chị thích màu xanh riêu thì chị nói là cho chị xem màu xanh riêu đi. Thì em sẽ tìm tất cả trong shop em có màu nào màu xanh riêu, qua văn nào thì em mặc lên cho chị xem. Em mặc cho chị xem thì chị thích màu qua văn, màu xanh riêu mã mấy thì chị báo cho em. Chứ bây giờ em lên màu hồng cho chị. Chứ bây giờ em lên cho chị cái màu hồng nè. Mà bây giờ màu hồng này thì những cái màu xanh khác thì đâu có qua văn giống y hệt như vậy đâu. Nó khác nhau hoàn toàn. Tại vì cái này là hàng thiết kế. Hàng thiết kế mỗi màu mỗi khác nhau mấy chị ơi. Đâu có giống đâu mấy chị. Đâu có giống đâu. Nên mấy chị nào mà em lên cái mẫu nào á thì em lên cái màu nào á thì mấy chị chốt màu đó. Chứ bây giờ cái hoa văn này mà đâu có dính màu xanh. Màu xanh hoa văn này thì đâu có đâu. Nếu có thì em lấy cho chị rồi. Đó, giờ chị thích màu gì em lên màu đó hả chị. Rồi chị lựa hoa văn giùm em cái màu đó luôn. Chứ bây giờ em lên màu hồng mà chị lựa cái mẫu mà mẫu số 3 mà hoa văn số 3 mà đòi lấy màu xanh thì em không có nha. Mặc cái màu số 5. Dạ đây số 5 đây. 130. Rất là đẹp luôn. Em có size từ 75kg đổ về. Chị nào lấy thì chốt giùm em. Ghi giùm em mã áo. Áo mã 1, áo mã 2, áo mã 3, áo mã 4, mã 5. Kèm có số điện thoại giùm em luôn. Ủa kèm số ký giùm em luôn nha. Chị Hương nha, hát quen có số điện thoại rồi nè. Chị chỉ cần là cho em cái xin số ký đi. Số ký hiện tại của mấy chị là nhiều khi mấy chị có trên là số ký á, nên mấy chị cho em xin cái số ký lại nha. Đó, mã số 3 giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ai ưng thì chốt giùm em liền. Ai ưng thì chốt giùm em liền nha. Áo mã 3. Áo mã 3. Ủa áo mã 5 chứ. Áo này là áo mã 5. Rồi áo mã 5. Áo mã 5. Rồi,
chị nào lấy cái mẫu nào nữa thì chốt liền giùm em nha. Chị nào lấy mã nào thì chốt giùm em mã đó. Đây áo dài nè, áo dài là 220 nha, chị Giang có 9 màu, chị nào lấy mã nào chốt cho em xin mã đó. Rồi còn chị nào lấy cái mẫu nào nữa không? Nếu không thì em xuống like trước sớm nha. Mấy chị ơi, mấy chị nhớ bấm nút theo dõi trang của em nha. Hello, em chào chị Hồng Đinh nè. Em chào chị Hồng Đinh nha. Áo mới mặc rồi, ok. Ok, nhờ chị Thu Nga. Chị Thu Nga 75kg đúng không? 1m6. Có lên ký không chị? Em chỉ có size từ 75kg đổ về nha. Chị Thu Nga có lên số ký không chị ơi? 75kg. Eo 85, ngực 97 rồi, ok. Ok, em chúc cho chị Thu Nga. Để chị hai áo dây số 2 với lại là số 4. Ok chị nè, 67kg cho chị Vũ Thị Thị Vinh nè. Chị Vũ Thị Vinh. Đâu đưa cái mã 2 với mã 34. Cho ta má lại đi cái. Rồi mã 2 đang mặc luôn có rồi. Rồi, mã 2 với lại mã 4. Mã 2 với lại mã 4 em chốt cho chị Vũ Thị Vinh. Ok chị Vũ Thị Vinh nha. Ok chị yêu nha. Rồi chốt chị hai cái này. Áo em đang mặc là mã số 2. Eo đẹp. Cao mà. Chắc chị cao. Dạ, em có địa chỉ của chị rồi nha chị Hu Hu Nga ơi. Rồi chị nào lấy mẫu nào rồi chốt cho em nha. Hết rồi này. Dạ đây nè chị ơi. Nè em đọc lại mã đi ha. Rồi đây đầm này đầm mã 1. Đầm hồng mã 1 giùm em. Rồi đầm hồng mã 1. Chị nào ưng đầm hồng mã 1 chốt đầm hồng mã 1 giùm em. Đó xuất sắc luôn. Đầm hồng mã 1. Ai ưng đầm hồng mã 1 chốt đầm hồng mã 1 giùm em ha. Lưu ý giùm em là mỗi hoa văn này thì em mặc lên là màu hồng thì mới chị chốt màu hồng giùm em. Chứ hoa văn này là em không có màu khác ha. Qua văn kiểu giống với hình vậy em không có màu khác. Nếu mà màu khác thì qua văn khác nhau nữa nha mấy chị nha. Rồi đây mã này là mã màu hồng, mã số 1. Rồi con hồng này là con hồng số 2. Rồi con hồng này là con hồng số 2 giúp em nha. Hàng đính cướp bằng tay luôn mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Rồi con này là con số 2. Quá trời xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Con này là con số 2. Mã 2 mấy chị nha. Mã số 2. Khác nhau chưa nè. Mã số 2. Mã số 2. Còn con này là con số 3. Mã số 3. Rồi chị nào lấy mã nào chốt vào đó cho em nha. Đó. Rồi chị Huyền lấy mẫu nào chốt cho em nha. Áo mẫu này em có đúng màu hồng chị nha. Mã số 3 em có đúng màu hồng.
chị thích màu xanh gì? Chị Ngọc Huyền thích màu xanh gì? Em lấy em mặc cái màu xanh qua văn cho chị. Chứ giờ chị nói là chị không thích màu hồng, chị thích màu xanh, mà chị giờ kêu ra màu hồng giờ sao biết đường lựa lựa kiểu đây. Mặc áo bên đây coi. À cái áo bên đây là cái này là đồ bộ chị nha. Bên đây là đồ bộ. Mẫu bên đây là đồ bộ giùm em. Đây, cái này là đồ bộ mấy chị nha. Đồ bộ chứ không phải áo lẻ mấy chị nha. Đồ bộ này là hàng thiết kế. Hàng thiết kế có chích có đường nối men luôn. 200. Em có size từ 80kg đổ về. Em có size từ 80kg đổ về. Chị nào ưng thì chốt rồi giùm em. 80kg đổ về mấy chị nha. Mấy chị ơi, nhiều khi á, máy nó Facebook không gà nó bị mất tương tác đó mấy chị. Nó không có thấy được comment. Thì chị nào mà á, em không có đọc comment á, thì mấy chị comment tiếp tục giùm em nha. Mấy chị comment giùm em, khi nào mà em thấy thì em sẽ đọc comment của mấy chị nha. Nhiều khi nó bị ẩn á mấy chị. Ẩn comment là em sẽ không thấy. Đây nè, màu xanh tối là màu xanh đen được không chị? Đây xanh đen nè. Xanh đen em có một màu. Em có một qua văn. Đó, xanh đen em có một qua văn nha. Rồi chị đã ưng xanh đen, chốt xanh đen giùm em 150. Xanh đen. Xanh đen. Xanh đen với chị nha. Rồi, ai ưng xanh đen chốt xanh đen cho em. À đúng rồi, cái này là không phải áo dài, áo này là tầm dạ hội á cô Minh ơi. Cô Hà Minh ơi. Cái đó là đầm dạ hội á cô Hà Minh, nhưng mà con có size tầm có 70kg đổ về hả? Đầm đó con có size 70kg. Còn đồ bộ bên đây á, đồ bộ bên đây là 75-80kg đổ về. Đó, coi chị nào lấy màu nào. Chốt màu đó giùm em nha. Xanh đen. Đó, màu xanh mà màu tối á, thì em có xanh đen với là xanh rêu là màu tối. Còn xanh coban là màu sáng. Đó, em có hai màu xanh tối nè. Chị ưng màu nào thì chốt cho em xin màu đó nha. Đây xanh rêu nè chị ơi, chị Huyền nè. Xanh rêu với là xanh coban. Đó, chị ưng màu nào chị giờ chốt thì em màu đó nha. Xanh rêu, xanh coban. Xanh rêu với lại xanh coban. Rồi chị nào ưng màu nào, ưng màu nào chốt cho em xin màu đó. Xanh rêu, xanh coban. Em có màu đen nữa nè. Đây màu đen đây. Màu đen, đen xích cườm nè. Đó, đen. Màu này là màu đen nè mấy chị. Màu đen 1 nè. Rồi em có màu đen ghen nữa nè. Đen màu đen 2. Đó, qua văn là màu đen 2. Rồi, ai lấy màu nào? Chốt màu đó giùm em. Đen số 2. Đen 2. Đen 2 đẹp quá mấy chị ơi. Đen 2. Đen 1, đen 2. Xanh rêu, xanh 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 đen. Rồi. Rồi mấy chị muốn lên mẫu nào nữa mấy chị ơi? Mấy chị muốn lên mẫu nào nữa không? Rồi mấy chị chấm chấm lên giùm em đi mấy chị. Rồi có chị nào muốn lấy con nào nữa không? Còn không cho em xuống like mấy chị nha. Em tặng quà em xuống like nè. Em tặng quà em xuống like nha. Em tặng quà em xuống like. Rồi em tặng quà xuống like nè. Mấy chị ơi,
Em quay game nha, rồi em xuống like mấy chị ơi, không có chị nào lấy gì nữa thì em xuống like. Rồi mấy chị chấm chấm lên giùm em đi để em tặng quà mấy chị ơi. Tặng quà cuối like. Chấm chấm lên giùm em để em tặng quà cuối like nè mấy chị. Chấm 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 lên. Chấm chấm lên giúp em đi mấy chị. Rồi ok nè, bây giờ em sẽ quay game ha. Em sẽ quay game trúng thưởng. Em tặng, tại vì hồi nãy em hứa là like này em tặng cho hai chị, nên bây giờ em tặng một chị, rồi bây giờ em tặng cho chị thứ hai ha. Rồi có chị nào lấy nào nữa thì giờ hồi lấy, còn không em xuống like ha. Bây giờ em sẽ quay. Em sẽ quay game đó chị nha. Em sẽ quay game. Rồi, ngừng chị nào thì em tặng cho chị đó ha. Em kiểm tra có chia sẻ thì em sẽ tặng cho chị đó. Rồi vào like chia sẻ. Chia sẻ đi, lỡ có ai vô nữa thì em bán tiếp tục với chị. Còn giờ không ai hỏi nữa thì em sẽ dừng like lại. Ngày mai 7 giờ rưỡi em like tiếp với mấy chị nha. Mai 7 giờ rưỡi em like tiếp. Rồi vào like chia sẻ chấm chấm lên giùm em nha. Chia sẻ chấm chấm lên giùm em. Chị nào hiện lên logo người chia sẻ thì em sẽ tặng cho bộ đồ ngủ này. Bộ đồ ngủ mấy chị nha. Cho chị Khánh An. Ok, em chúc đơn cho chị Khánh An. Ok, chúc mừng chị Khánh An nha. Em chúc mừng chị Khánh An nè, tặng một bộ đồ. Chị Khánh An có đơn rồi đó, bỏ vô. Rồi ok nè, rồi chị nào muốn lấy gì nữa không? Không, xuống like nha. Thôi em xuống like nha. Mấy chị ơi, mấy chị muốn mua mặt hàng quần, đồ bộ hay là đầm hay là đồ bông gì đó, bất cứ hàng mặt hàng bên em thì em có đều đăng bên Zalo. Mấy chị kết bạn Zalo giùm em, cái số điện thoại là 0774842263. Em có ghi bài phía dưới Zalo của mẹ em tên là Lê Hấm mấy chị nha. Bên đó là chuyên bên hàng thiết kế luôn. Bên em mà có hàng về là bên em sẽ chụp cái này là chụp trực tiếp luôn. Hình ảnh 100% của bên shop em luôn, nên mấy chị cứ yên tâm, không có phải là hình ảo, không phải là hình mạng đâu ha. Bên em là bên em toàn mà em chụp không à. Rồi bây giờ em xuống like ha. Bye bye mấy chị, 7 giờ rưỡi ngày mai hẹn mấy chị gặp lại ha. Bye bye. Tắt cho mình. Rồi bye mấy chị nha. Mai 7 giờ rưỡi gặp lại.